Xin chào anh em nha. Hôm nay hàng về anh em ơi. Anh em mình cũng mở cái tiệm nho nhỏ để bán thiết bị điện hàng Nhật Bản anh em. Đây, hàng về. Hàng này bao ngon luôn anh em ơi. Đây, đó, đây là CP cốc loại 30A nè, rất là nhiều. LG nha mọi anh em. Nói chung là tem là còn nguyên zin luôn chứ không phải tem dán lại luôn ha anh em. Đấy. Nguyên si 100% anh em ơi. Anh em nào cần thì giá số lượng thì giá giao lưu với anh em luôn ha. Đấy, hàng giờ rất là nhiều. Rồi nè, bây giờ hai cho con tôi đang sắp ra nè. Rồi con sắp qua đây, qua đây ngồi. Để mấy cái thiết bị điện vô đó cho ba đi, vô trong thùng lại. Rồi, giới thiệu với anh em luôn. Rồi, cái con này là cái con CP cốc ha. CP cốc 3 pha của hãng Mitsubishi anh em. Nguyên si, nguyên zin đàng hoàng luôn, bao zin anh em ơi. Hả? Đấy. Này là chống giật ha, chống giật con tôi đang cầm nè, chống giật 30A để lắp cho điều hòa đồ là ngon lành luôn anh em. Rất là ok. Rồi anh em nhìn nè. Những cái khe hở đồ rất là còn ngon lành lắm. Còn con này là CP thường. Áp. Đây CP này, CP giật. Chống giật. Rồi con này là áp 30A của hãng Mitsubishi. Này chưa khui tem, bảo đảm tem zin luôn, ngon. Hàng này hàng đã vệ sinh rồi anh em. Vệ sinh rồi nha. Đây. Đây cũng con của Mitsu nữa nè. Con cũng Mitsu. Con này biết gì mà. Con chống giật 30A. Con chống giật. Rồi cái con này là con CP 3 pha nha. Con chống giật luôn. Nó bị vô con ốc ở đâu nè, con dặn con ốc này vô. Đây nó bị vô cái con nè. Dặn vô vị trí đó. Đây. Anh em nào cần để lại bình luận hoặc là kết bạn Zalo của tôi qua số điện thoại là 0918144009 nha anh em. Đấy, hàng này bảo đảm anh em thợ là xài là thích liền. Đấy. Tất cả các thiết bị đều có hết anh em ơi. Anh em nào cần sử dụng thì để lại số điện thoại thì tôi sẽ liên hệ ha. Cần số lượng gì thì nhắn lại số điện thoại cho tôi nha. Đây. Rồi còn cái tầng dưới nữa. Mua rất là nhiều anh em, tôi lấy hàng về rất là nhiều thì từ từ thì tôi sẽ lấy về cái gì thì tôi sẽ giới thiệu với anh em cái đó nha anh em. Anh em cứ coi kênh YouTube của mình cũng như là những cái video mà tôi hướng dẫn anh em lắp tủ điện luôn luôn đó. Hàng về rất là nhiều. Cốc này là dành cho anh em thợ điều hòa là ngon lành luôn á, bảo đảm. Lỗi tôi đổi cho anh em luôn. Rất là ok anh em ơi. Rồi còn một tầng dưới là khởi nha. Nãy áp khởi. Cốc 30A nha. Cũng là bà. Nè. Đấy. Dặn chưa? Đây. Đấy anh em nhìn nè. Ok luôn đấy. Tiếp tục khui cái tầng dưới ra cho anh em. Hôm nay dời có một thùng nè. Còn vài thùng nữa anh em, vài kiện nữa. Đây, con này là con Fuji. Khởi Fuji. Anh em nhìn nè. Để đi con. Khởi Fuji, con này là 26A anh em. 26A. Phụ tùng còn đầy đủ anh em, mặt dít thì ok luôn ha anh em. Đây nè. Tem này không phải là tem này tem nguyên si luôn ha anh em. Đấy. Chỉ vệ sinh bên trong về bụi bẩn nào thôi. Mặt dít thì bao anh em xài luôn đó. Đây nè. Đấy. Tuy mặt ngoài nó cũ là gọi là hàng nguyên si nè anh em nhìn nè. Đấy, coi này coi 220 ha, tại vì nó mắc rồi tôi có thử rồi luôn. 220, hàng mới về. Đây. Rất là ok ha. Con này cũng 26A luôn. Đây tới con 35 nè. 35 Mitsu nha anh em. Coi 220 đó 240. Đấy Mitsu 35 ha. Từ con. Đây, con này là con 26A nè. Của Fuji. Hàng sắp tới thì tôi sẽ về cái gì thì tôi sẽ quay lên cho anh em xem. Ha. Đây. Con trai tôi nó đang lấy cái CP ad lớn nha. Loại này ad 100 nha, 103 pha. Rồi hết chưa? Hết rồi. Đây.
Áp chăm 3 pha. Con này áp 3 pha. Xác này xác lớn nha, ốc lớn nha mọi anh em. Cái này, nè. Cái này con dễ. Ok, bảo đảm anh em xài là anh em phái liền. Giá thì giá ok luôn. Anh em nào cần thì để lại comment cho tôi. Đó.